hùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng gót sóng và tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch mà có thể nói rằng nhà đầu tư của chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc ở trên thị trường chứng khoán từ thẫn thờ thất vọng và không còn cái gì để mất À, cho đến những uh, cái phiên là thị trường chứng khoán của chúng ta đã có những phiên đảo uh, pha xu hướng rất là kịch tính uh, từ cổ phiếu nằm sàn và cổ phiếu tăng trần trong phiên và cũng là những cái cung bậc cảm xúc nếu như những anh chị em nào mà bị công ty chứng khoán ép bán sàn trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thì đến tận ngày hôm nay chúng ta sống trong sự tiếc nối vô vọng và uh, và chúng ta có một cái gì đó có thể là căm phẫn hoặc là nói chung là nhiều cái cung bậc cảm xúc và với những anh chị em chúng ta có tiền và chúng ta nắm được những cái thời cơ và chúng ta đã bắt được đáy ở trong cái tuần giao dịch vừa qua thì đến thời điểm hiện tại thì nó lại rất là hân hoan như vậy thì thị trường chứng khoán nó là một cái ma trận các anh chị nó là một cái ma trận và chúng ta cần phải cân bằng được cái trạng thái tâm lý hành vi của chúng ta ở trên thị trường thì À, có một điều như vậy nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ đi dài và chúng ta sẽ đi xa đó còn nếu như mà chúng ta không kiểm soát được trạng thái tâm lý hành vi của chúng ta không kiểm soát tốt tỷ lệ tài khoản của chúng ta chúng ta phó mặc cho thị trường phó mặc cho số phận phó mặc cho công ty chứng khoán muốn bán thì bán muốn giải chấp thì giải chấp vân vân và vân vân thì à, chúng ta chỉ đi được một đoạn đường rất ngắn thôi các anh chị ok và trong vòng 10 năm qua từ năm 2018 cho đến uh, tận hai à 2010 xin lỗi cả nhà. Uh, cho đến 2020 đấy là 11 năm ở trên thị trường chứng khoán đồng lê cũng uh, như các anh chị thôi, chúng ta uh, từng bước đi và từng bước trưởng thành tích lũy thêm kinh nghiệm để chúng ta xác định một cái con đường đi ở trên thị trường chứng khoán nó là đi dài, đi bền và đi xa. Ok các anh chị Uh, tí nữa phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn về kịch bản thị trường trong tuần vừa qua và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần uh, phần thứ nhất thì ông Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi điểm qua những cái danh mục khá là căn bản từ các mã cổ phiếu nhóm trụ rồi xong đó đến ngành thép uh, nhóm ngành dầu khí nhóm ngành bất động sản uh, nhóm ngành banh nhóm ngành chứng khoán và có thể phân tích thêm một số các cái nhóm ngành phụ khác Ờ, nếu chúng ta còn thời gian phần thứ hai thì cũng sẽ cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn lại kịch bản phân tích tuần video số 152 tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 phần thứ ba thì cùng với anh chị em chúng ta sẽ có một vài cái nhận định về cái xu hướng thị trường trong tuần tiếp theo và ít nhất là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba đầu tuần bởi vì sao bởi vì thị trường của chúng ta nó luôn luôn biến động và các anh chị em muốn cập nhật những cái thông tin À, cụ thể những cái thông tin chi tiết thì ông lê mời các anh chị em về với tim của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps do anh long làm giám đốc uh, giám đốc kinh doanh và phụ trách tim thì uh, chúng ta sẽ được uh, có những cái trao đổi uh, rất là cụ thể có thể là trao đổi một một hoặc là trao đổi trực tuyến ở trên nhóm uh, không chat n 02 thì chúng ta sẽ có những cái thông tin trực tuyến rất là uh, hữu ích uh, trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch ok các anh chị rồi, à, bắt đầu chúng ta sẽ đi vào <laughs> nội dung thứ nhất của bản tin tuần ngày hôm nay. Ok anh chị, nhìn về xu hướng của Vix thì các anh chị nhìn thấy đây vùng 51.5 đến vùng 52 tiếp tục là gì ạ? là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của Vix trong phiên giao dịch ngày thứ hai, Vix chỉ có một phiên nháy về dưới à, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 54 và sau đó thì lực kéo rất là mạnh và đường MACD. Các anh chị cứ nhìn thấy là đường MACD mở rộng lên và hướng sang lên rất là mạnh mẽ, điều này cho thấy cổ phiếu phục hồi sẽ rất là tốt. Phiên ngày hôm nay thì VIX đã tiệm cận về vùng 66 đến khoảng vùng 68 ở đây. Đây là vùng khá cự ngắn hạn và bản thân trong phiên thì VIX đã có một phiên gọi là tự cung tự cấp, tự chỉnh cung rồi. Đó và có khả năng sang tuần tới thì cái vùng hỗ trợ ở quanh 61.5 đến khoảng vùng 62.5 sẽ là vùng hỗ trợ của Vic và VIX sẽ test cung về quanh vùng này. Mục tiêu thì sẽ đánh lên vùng 66 đến khoảng vùng 68 lần thứ hai và xa xa hơn trong dịp này thì có thể hướng lên VIX lên khoảng vùng 70 đến khoảng vùng 71. Vinhome ở trong tuần vừa qua tín hiệu kỹ thuật cũng rất là tốt khi mà lực cầu bắt đáy đấy các anh chị Lực cầu bắt đáy của Vinhome đã đạt trung bình khoảng quanh 3 triệu cổ phiếu trên một phiên Đấy là những cái tín hiệu mà Vinhome đang có những cái tín hiệu cầu ấm lên các anh chị Bắt đầu từ phiên đây Bắt đầu từ cái phiên giao dịch 21 tháng 10 thì Vinhome đã bắt đầu có những tín hiệu kỹ thuật rất là khởi sắc đúng không các anh chị Và các anh chị em cũng có thể nhìn thấy rằng là cái đường mà ACD nó đang hướng lên với một cái tông màu xanh rất là đẹp trong tuần thì Vinamilk, à xin lỗi cả nhà, Vinhome đã có những điểm test kỹ thuật quanh vùng 42 42.5 cực đẹp luôn. Đó và chúng ta đã có những cái dự báo là gì? Vì vì Vinhome sẽ có những cái điểm dao động quanh vùng 42.5, ba phiên quanh 42.5 và sau đó bật tăng mạnh mẽ ở những phiên kết tuần. Ok các anh chị, vậy thì cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật để làm gì? Chúng ta nhìn nhận được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để làm gì? Mua tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và bán ra tại những vùng kháng cự. À, ngày hôm nay Vinhome đã có một cây nến test có thể gọi là tuyệt đẹp luôn Và nó test về vùng 47 sau đó rút chân lên Như vậy tuần tới thì khả năng sẽ có thêm một đến vài điểm test nữa <laughs> Và các anh chị lưu tâm giúp vùng đó là vùng 48, 49, 55 đến vùng 50 là kháng cự ngắn Thì Vinhome sẽ có những điểm chỉnh cung, chỉnh đẹp thì quanh vùng 47 Chỉnh sâu sâu hơn một tí thì vùng 45.5 đến khoảng vùng 46 để có thể hướng nhịp này target lên vùng 52 Sau đó thì có thể hướng lên vùng 54 Và vùng 52, 54 ở trong nhịp này là hoàn toàn có thể khả thi À trong tuần vừa qua cũng đánh tương đối là đẹp. À đấy các anh chị đúng không ạ? À có hai cây nến, ba cây nến test về quanh vùng 24.5 là vùng mà chúng ta đã có phân tích những cái phân tích dự báo rồi. Và à, hướng lên vùng kháng cự 28, 29, 30. Tuần này thì nó đạt lên được vùng 28 cộng và đang có một phiên test. À, nhìn về kỹ thuật thì phiên test này cũng đẹp các anh chị ạ. À, đẹp đó và tuần tới thì các anh chị lưu ý cái điểm test ở đây là vùng quanh vùng 27.2 đó và nó chỉnh cung về quanh tích lũy quanh điểm h 2 này không thủng thì mục tiêu chúng ta sẽ hướng lên vùng 29 đến khoảng vùng 30 Vinamilk như dự báo thì đã chỉnh cung đó bởi vì sao bởi vì khi mà nó chạm về vùng 82 đây thì nó có những điểm test kỹ thuật vùng đã có những cảnh báo cho các anh chị em rồi chúng ta có hàng thì chúng ta nên chốt lãi bởi vì sao bởi vì đường MACD nó đang có cái tín hiệu đảo pha và như vậy là trong tuần nó có những điểm công lại vùng 80 nhưng mà nó không giữ được đó có những điểm test lại quanh vùng 77.5 và nó bị mất vùng 7.5 nên nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ khá là sâu hơn ở đây ở quanh vùng 75. Nhìn trên uh, thiên hướng kỹ thuật uh, sang tuần tới thì Vinamilk có khả năng sẽ tiếp tục có những điểm test cung lại ở khoảng quanh ở đây là quanh vùng 75 và sau đó chúng ta sẽ đánh giá thêm. VDC nhìn chung trong giai đoạn hiện tại nó đang tích lũy đi ngang và chưa có nhiều yếu tố đột biến do cái lực cầu của nó đang khá là thấp lực cầu nó chỉ đạt khoảng trung bình khoảng trăm ba trăm nghìn cổ phiếu trên một phiên thôi ờ, nhưng ở đây chúng ta cũng có những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật ví dụ đã có phân tích quanh vùng 100 và sau đó là biên kỹ thuật 95 đến vùng 97.5 ờ, trong tuần thì nó chủ đạo là nó đi quanh biên 100 và có cá biệt có có một thời điểm mà nó long lên được quanh vùng 59 nhưng mà không giữ được nó cây nến này mà giữ được thì nó rất là đẹp Ờ, nhưng cũng không sao cả nhìn về mặt thiên hướng như này thì VDC uh, VDC nó vẫn sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 100 và thiên hướng kỹ thuật uh, với thời điểm hiện tại là thị trường đang có hướng uptrend đi lên uh, thì cổ phiếu nó cũng sẽ tăng tốt hơn. <laughs> Super kiên giang trong tuần uh, nhìn chung khá là yếu khi mà nó để mất vùng 13 và sau đó thì nó đang cố công lại vùng 13 uh, tín hiệu đến như thế này thì mình thấy là chưa đạt lắm chưa đạt anh chị. Và xu hướng nhìn về mặt kỹ thuật tuần tới sẽ test lại quanh vùng 2.5 Trụ Man San là một cái trụ rất là tốt Đúng không anh chị Và trong cái thời điểm hiện tại Từ cái thời điểm mà Man San Đây anh chị Về vùng 6, 6, 7, 6, 8 ở đây 6, 7, 6, 8 ở đây Thì Hùng đã bắt đầu phân tích một sóng lên Đó và Và song song cái sóng lên đó Thì chúng ta có những điểm chỉnh cung kỹ thuật Ví dụ điểm chỉnh cung đầu tiên quanh vùng 81 Trong tuần thì Man San đạt À, hai cái tiêu chí kỹ thuật đó là đánh lên được vùng 90 và sau đó tiếp tục tiềm cận lên vùng target 97 đó có một cây nến test cũng rất là đẹp trong phiên ngày hôm nay như vậy tuần tới thì cái xu hướng kỹ thuật nó sẽ trả cung quanh vùng 93 ổn định thì chúng ta tiếp tục ngắm lại target 97 và cao hơn ở nhịp này chúng ta sẽ ngắm lên vùng 104 đến khoảng 105 của Man San <laughs> bản Việt À, bản Việt ở trong tuần vừa qua thì cái mức độ biến động của bản Việt tương đối lớn à, nhìn chung thì chúng ta có đánh giá cái hỗ trợ kỹ thuật của bản Việt ở quanh vùng 46 à, có một phiên mất phiên thứ hai đây là phiên này là phiên gọi là tát ao bắt cá à, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì bản Việt vẫn đóng cửa ở trên vùng 46 cộng như vậy là tạm ok <laughs> tuần tới thì có xu hướng test lại quanh vùng 46 và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở điểm này cổ phiếu PNG BNZ trong tuần có hai điểm chỉnh cung và điểm chỉnh cung sâu nhất đó là vùng 91.5. Tại vì trong cái dự báo về phân tích kỹ thuật là chúng ta không thể dự báo chính xác 100%, Hùng có dự báo hai điểm, điểm 1 là sẽ chỉnh về quanh 95, thủng vùng 95 thì sẽ đi về vùng 91.5. Mặc dù trong phiên trong tuần có những thời điểm về quanh vùng 90, nhưng nến đóng phiên ở trong phiên trong 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 một cái phiên giao dịch á thì nó vẫn về trên vùng 91.5. Ờ, phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ phân tích trên kỹ thuật đến ngày thì chúng ta sẽ lấy nến đóng ngày để chúng ta phân tích các anh chị và sau đó thì cổ phiếu PNG đã có một cái lực long tương đối là tốt à, lực long này đã quay trở lại vùng 100 cộng hôm nay đóng cửa đúng vùng trăm à, nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật đây các anh chị ở đây có cái đây có cái cái nón này đây có một cái nón và đây cũng sẽ có một cái nón cái nón này thì nó đâu đó ở quanh vùng 97 đến khoảng vùng 98 đó là vùng tích lũy tiếp theo của PNG MVDG động lực của MBW thì nó chưa có nhiều đó các anh chị và các anh chị biết rằng là chúng ta đã phân tích một sóng xuống của MBW khá là dài đâu đó khoảng từ vùng 70-75 và hiện tại uh, chúng ta có nói đến uh, trong tuần thì cũng có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 40 và thực tế trên thực tế thì vùng 40 đã bị phá trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và đến phiên ngày thứ tư thì nó đã lấy lại được vùng 40 cộng uh, phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nó đang test lại ở trên mốc 40 cộng nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật như thế này là Tạm yên tâm ờ, Tạm yên tâm anh chị Và đường mát bắt đầu có tín hiệu chuyển xanh à, Nhìn về xu hướng à, Tuần tới nó sẽ có điểm test kỹ thuật quanh vùng 40 Thậm chí điểm sâu hơn Chúng ta có thể tính toán lại Ở khoảng quanh vùng à, Quanh vùng ở đây là bao nhiêu 37.5 Khoảng quanh vùng 37.5 Đây là những cái điểm mà à, M.Rugger có khả năng sẽ à, Chỉnh cung quay trở lại Trước khi mà nó hình thành Tiếp một cái nhịp tăng ở đây Và cái nhịp tăng này nó nó kéo lên được thì cái vùng kháng cự ở đây nó sẽ ở khoảng quanh quanh Đó, uh, quanh quanh 45 đến khoảng vùng 46 các anh chị lưu ý đây là vùng kháng cự ngắn của m và khi kéo về đây thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung đó pet ở đây trong tuần đó pet thì nó đang có một cái nhịp chỉnh cũng tương đối là dài đó các anh chị tương đối dài và trong tuần thì mình có đề cập đến vùng 13 và hiện tại thì pet đang giữ được ở trên vùng 13 cộng có lực hồi. Lực hồi này nếu các anh chị nắm thì chúng ta lưu tâm đến vùng 17.5 đến vùng 18, khả năng kéo về đó thì pet nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung. Nhịp chỉnh cung mà khỏe thì nó sẽ về quanh 15. Quanh 15 mà yếu hơn thì nó sẽ test lại vùng 13 đến khoảng vùng 13.5. Digiwar ở trong tuần chúng ta có phân tích đến cái vùng chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 40 thủng vùng 40 thì nó sẽ đi về khoảng vùng 33 33 đến khoảng vùng 35 và trong tuần thì nó đã suýt soát à đúng rồi nó đã phá vỡ cái vùng 35 và trong phiên thì nó cũng đã có một cái sự phục hồi với lực bắt đáy cực kỳ mạnh tí nữa chúng ta sẽ nói thêm cái phiên giao dịch của ngày thứ tư nó rất là hay và nó có một ý nghĩa rất là quan trọng ở trong ngắn hạn như vậy là gì như vậy là đi qua đã có một lực phục hồi khá là tốt ở đây và lực phục hồi này thì khả năng cái cái sự hưng phấn nó sẽ kéo đi qua lên khoảng quanh vùng 45 cộng đó lên 50 thì khả năng là khó nhưng mà nó đâu đó khoảng tầm vùng 45 46 và sau đó nó sẽ bắt đầu đi lại một cái nhịp test công kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng chỉnh công kỹ thuật ở cái quanh vùng này để xem là là là, là nó chỉnh có ok không ở cổ phiếu tiếp theo đó là hx mã hùng sẽ phân tích luôn những cái mã ngành bán lẻ thì đối với hx trong tuần đó, lồng cũng đã có dự báo về vùng 12.5 có thời điểm thủng 12.5 nhưng kết phiên là đã nó tăng kịch trần luôn cũng là phiên ngày thứ tư ờ, ngắn hạn nó đang có một lực kéo lực kéo này khả năng sẽ đạt được ở khoảng quanh vùng 15 và dự kiến sau đó thì khi mà đạt được vùng 15 thì nó sẽ bắt đầu có một nhịp test test khỏe thì ở khoảng quanh vùng 13.5 test sâu sâu hơn thì khoảng quanh vùng 13 và tại cái thời điểm mà <laughs> tuần tới thì chúng ta sẽ phân tích thêm cái khả năng chịu tải ở quanh vùng này để đánh giá cái xu hướng phục hồi à, Bây giờ thì à có hai mã ngành cổ phiếu của công nghệ nữa đó là FPT phân tích thêm để anh chị nắm thêm Đối với FPT là khuyến nghị gom dài và cầm dài và trong cái thời điểm trong tuần thì cũng ra cũng đã có những cái điểm gom khá là đẹp ở quanh vùng 61 đến khoảng vùng 62 Sau đó thì nó rút chân lên nhìn cái sự rút chân này á, thì À, chúng ta vẫn chưa thực sự an tâm về mặt xu hướng, về mặt kỹ thuật Cho nên tuần tới thì FPT nó sẽ vẫn có khoảng quanh vùng 69 và điểm 66 sâu sâu hơn Thì khả năng vẫn có ở quanh vùng 66 Đây sẽ là những cái điểm FPT sẽ trả cung lại Nó trả cung chỉnh nền lại trước khi mà nó có một cái sự phục hồi Ở à, tiếp theo đây à, MCMG <laughs> có đánh giá vùng hỗ trợ kỹ thuật 32 đến khoảng vùng 33 các anh chị nhìn thấy đây trong tuần là nó về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật này và nó kéo lên ờ, trong một cái bản mà nó xa hơn một tí xấu hơn một tí thì nó có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là khoảng vùng 20 mấy đến này vùng 29 đến khoảng vùng 30 cái mút nến này là nó về đến vùng 29 à, 30.3 như vậy nó suy soát uh, về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và nó cũng bắt đầu diện nó kéo lên như vậy là trong cái thời điểm ngắn hạn thì cũng đã có dự phòng những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là sát để các anh chị có thể bắt đáy à đối với mã cổ phiếu CMG. Ok, à, nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đến thời điểm hiện tại các anh chị biết rồi, giá thép của chúng ta đang có dấu hiệu phục hồi, giá thép thế giới ấy, đang có cái sự tăng trưởng trở lại khá là tốt. Và 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 có thể là trong quý 1 của năm 2024 23 thì nó sẽ có thêm những cái tài khóa cho các cái nhóm ngành liên quan đến nhóm ngành bất động sản. Như vậy thì thép nó sẽ có những cái cái dữ địa tốt hơn và điều quan trọng nhất là giá thép thế giới đang quay trở lại tăng trở lại đó sẽ là một trong những yếu tố rất là tích cực để tác động lên cái thiên hướng kỹ thuật và cái xu hướng của giá thép ở trong các tuần tiếp theo nhìn ở trên góc độ kỹ thuật ở trong tuần thì có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 12 và rất may là trong cả tuần thì điểm hỗ trợ kỹ thuật 12 này các anh chị nhìn thấy ạ ba cây nến à, nếu tính cả hai cây nến của tuần trước nữa thì cái vùng 12 này nó đã đỡ rất là tốt ở trong tuần vừa qua. Nó cũng bị thủng vùng 12, chính vậy nên là vùng 10 nó sẽ không đến nơi. Và một cái phiên giao dịch của ngày thứ tư nó đã à, cho chúng ta một cái tín hiệu kỹ thuật về cái sự đảo chiều khi mà nó công lại được vùng 13 cộng ở đây. Với lực cầu tương đối tốt à, ăn phiên nó khoảng tầm 34 triệu cổ phiếu ok và lực bắt của Hòa Phát đến thời điểm hiện tại là cực kỳ là nét rồi Đó, nét rồi các anh chị nét rồi đấy Đó, và cái dòng tiền lớn nó đã bắt đầu gom lại cổ phiếu Hòa Phát Nếu chúng ta tính ở đây là tính từ 15 từ vùng giá 15 thì dòng tiền lớn người ta đã bắt đầu gom gom góp lại và đến ngày hôm nay thì nó đã đánh vượt lên vùng 15.1 như vậy sang tuần tới thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái ngưỡng cản ngắn hạn của Hòa Phát ở đây ở quanh vùng 15.5 đến khoảng vùng 16. Khả năng về đến cái vùng này thì Hòa Phát sẽ có sự chỉnh cung và cái sự chỉnh cung đẹp nhất đó là sẽ test về khoảng quanh vùng 14. Như vậy về đến đây thì các anh chị em mà đang có nắm giữ cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta sẽ tranh thủ để chúng ta gom thêm. Nhịp này là nó sẽ chỉnh rất là nhanh, rất là lẹ, nó không chỉnh rề rà như nhịp trước đâu, nó chỉ nhún xuống và sau đó nó lại kéo lên thôi. Bởi vì tiền lớn nó đã vào rồi cổ phiếu hoa sen <laughs> hoa sen ở đây thì trong tuần hoa sen cũng đã về đến vùng 7.3 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật mùng đã có phân tích cá biệt thì trong nó còn có điểm thời điểm thùng 7. 3 cơ nhưng cái câu chuyện ở đây là sau một cái phiên à, chính xác là nến đóng phiên thì nó không thùng 7.3 tức là cái kịch bản mà hoa sen mất 7.3 ở đây là không có chính vậy nên là cái vùng cái vùng dưới này là chưa có đúng không anh chị trong trường hợp nếu nó thủng cái vùng 7.3 thì khi đó chúng ta mới tính toán ở vùng 5 hoặc là vùng 4.3 à, lực kéo à, lực kéo của hoa sen khá là tốt và các anh chị lưu ý rằng với lực kéo như thế này nó hình thành chữ V ấy, thì nó cũng sẽ quay lại đây vùng kháng cự 9.5 đến khoảng vùng 10 về đến vùng này thì nó sẽ chỉnh cung và nó có hình thành được một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm nhịp test cung ở đây đó chúng ta không phải vội vàng cái gì cả Cổ phiếu nó nhiều lắm Không uh, sợ cái lúc mà chúng ta không có Sợ không mua được uh, Sợ là không có tiền để mà mua thôi Đó à, Đối với Nam Kim thì trong tuần cũng đã hình thành Đã hiện thực hóa một cái ý đồ Đó là gì? Đó là chỉnh cung về khoảng Quanh vùng 6.3 đến khoảng vùng 6.5 Nó hình thành mô hình phía kép đây và kéo lên à, Lực kéo lực bắt của Nam Kim Ở phiên ngày hôm nay cũng tương đối là tốt Nó vượt trung bình gấp đôi trung bình 21 phiên lên đến 17 triệu cổ phiếu như vậy là bắt nam kim cực kỳ ổn rồi à, tuy nhiên để mà đi dài đi xa nó phải từ từ các anh chị chứ không phải là cứ như thế này là nó đi dài đi xa được đâu à, cứ bình tĩnh thì nó sẽ kéo lên vùng 10 và từ vùng 10 này nó sẽ bắt đầu nó chỉnh cung và nó chỉnh cung xong á thì ở đây nó có hình thành một cái phân kỳ tăng được hay không thì chúng ta sẽ chờ những cái nhịp test cung để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng à ông mà hình thành được một cái phân kỳ tăng à, như vậy thì chúng ta Sài gom, đúng không anh chị mà nếu nó không hình thành được thì thôi Ok cứ từ từ đó ở VGS ở trong tuần cũng tương đối đẹp khi VGS về ở vùng 6 đến khoảng vùng 6.5 các anh chị đó dập dìu ở đây và bắt đầu nó có một cái lực bắt cũng tương đối tốt ở đây rồi đó à, ngắn hạn thì VGS sẽ kéo lên đâu đó khoảng quanh vùng 9.5 đến vùng 10 và bắt đầu một cái nhịp chỉnh cung và nó cũng có hình thành được một cái phân kỳ tăng ở đây hay không chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá TVN trong tuần cũng khá là tốt khi mà nó đã chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 3.3 đến khoảng vùng 3.4 ở đây các anh chị đó là vùng mà Hùng đã có dự báo khả năng là nó sẽ chỉnh về đây đó các anh chị nhìn thấy đâu cái đến ngày của ngày thứ tư nó suy soát ở đây chỉnh về đây và lực bắt uh, hiện tại nó đã 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 vượt trung bình gấp đôi trung bình 21 phiên như vậy cũng khá là tốt rồi ngắn hạn thì nó sẽ kéo lên vùng 5 đến khoảng vùng 5.3 và nó bắt đầu chỉnh cung và có hay không một phân kỳ tăng ở đây và chúng ta sẽ căn cứ vào cái nhịp chỉnh cung đó để chúng ta đánh giá <laughs> à, mtlh TLH à, Trong tuần đúng không anh chị à, Chúng ta đã có dự báo một cái điểm hỗ trợ ở đây quanh vùng 4 đến 4.4 Và từ đây thì à, cổ phiếu này đã bắt đầu có một cái sự phục hồi Lực bắt cũng tương đối tốt ở hai phiên gần đây à, Như vậy cho thấy rằng là dòng tiền lớn cũng đã bắt đầu ngắm nghía ở cái vùng này Và đối với con TLH thì dòng tiền lớn nó bắt đầu bắt từ vùng 6 <laughs> như vậy ngắn hạn ấy, thì nó sẽ chạm lại ở đây quanh vùng 5.5 đến khoảng vùng 6 đấy là vùng kháng cự ngắn và bắt đầu từ vùng này thì nó sẽ chỉnh cung uh, test tích lũy lại ở những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ví dụ như là nó sẽ test lại ở quanh vùng 5 đó để chúng ta đánh giá xem là à như vậy uh, nó nó chỉnh về vùng 4 và cái nhịp chỉnh sau này nó chỉ chỉ quay về đến vùng 5 thôi và như vậy thì chúng ta cũng à như vậy đó là nó sẽ có một cái gì đó, nó một cái phân kỳ tăng ở đây và như vậy đấy sẽ là những cái thời điểm các anh chị gom thêm à, uh -huh. Rồi uh, sang nhóm ngành dầu khí. Hiện tại nhóm ngành dầu khí thì nó phụ thuộc vào giá dầu và uh, giá dầu của ngày hôm nay uh, và tuần này thì nó tương đối là xấu khi mà nó bị mất cái vùng 85 ở đây. Như vậy trên thiên hướng kỹ thuật giá dầu có thể chỉnh về quanh vùng 80 hoặc cái điểm uh, sâu hơn ở đây uh, có thể quanh vùng 76.5 đến 77.5 và thông thường thì nhóm P nó sẽ uh, hay uh, có hay, hay có những cái tín hiệu uh, tăng lên hoặc giảm xuống theo theo cái xu hướng của giá dầu do đó thì trong ngắn hạn P trong tuần tới với cái tín hiệu dầu như thế này thì nó cũng sẽ chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. <laughs> đối với gas thì nó mang một cái tính chất tạo lập về mặt thị trường là lớn đó. ở trong tuần trong tuần thì chúng ta nhìn thấy đây là gas đã có những cái điểm chỉnh kỹ thuật mùng đã có phân tích quanh 112.5. Cá biệt thì có điểm khá là sâu ở đây, đó là quanh cái cái nón này đâu đó quanh vùng 106 đến khoảng vùng 107. Và đồng thời nó cũng đạt được một cái target kỹ thuật ở đây là quanh vùng 118 ở Nhìn về mặt ý đồ về mặt kỹ thuật là gas trong tuần có thể chỉnh lại tiếp tục là quanh vùng 112.5 sau đó thì nó lại tiếp tục công vùng 118 và xa xăm hơn ở trong nhịp này thì chúng ta có thể hướng lên vùng 125 đến khoảng vùng 128 tức là nhìn về thiên hướng kỹ thuật của gác thì nó vẫn đang khá là ok <laughs> PLX tín hiệu yếu hiện tại chưa đạt đó, lực cầu đang khá là kém và đường mà ACD đi ngang như thế này thì nó sẽ khá là khó để mà cổ phiếu có thể bứt phá à, Nhìn về mặt ý đồ, trong tuần tới PLX sẽ tiếp tục có những điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 24, 24.2 à, Sau đó thì cũng sẽ đánh giá thêm Em PVT, trong tuần thì PVT đã có những điểm chỉnh khá là sâu Mất vùng 15.5 thì nó sẽ đi về ở đây Đó là khoảng quanh vùng 14.5 Và điểm chỉnh sâu nhất của nó là vùng 13.5 Ở trên góc độ kỹ thuật tuần tới PVT sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại Ở khoảng quanh vùng 14.5 đó, nhẹ nhàng thì nó sẽ chỉnh cung lại ở quanh vùng 4.5 đến khoảng vùng 15 và sau đó thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng mà phục hồi của cổ phiếu PVT tại vùng này. Ờ, PW bò trong tuần cũng đã chỉnh cung ờ, đầu tiên nó sẽ chỉnh về quanh vùng 10, sau đó nó sẽ chỉnh về quanh vùng 8.8. Ờ, phiên ngày thứ ba nó về vùng 8.8, phiên ngày thứ tư nó cũng về vùng 8.8 và sau đó thì vút chân lên được ở trên vùng 9+. cộng ờ, Hiện tại thì đang có hai cái test ở đầu cái mút nến này. Ờ, tuy nhiên là với cái mút nến test với lực vốn thấp như này à, uh, thì xu hướng kỹ thuật là tuần tới nó sẽ có thể quay lại ở khoảng quanh vùng 9.7 9.8 tức là nó sẽ đi vòng ở khoảng quanh vùng 10 à, uh, PVS vùng 19.7 trong tuần đã bị mất khi vùng 19.7 ở đây này trong tuần thì cũng có nói đề cập đến hai cái 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 nhân tố một là nó chỉnh về quanh vùng 21 hai là sẽ chỉnh về uh, quanh vùng 19.7 đến vùng 20 và vùng 19.7 mất thì nó sẽ về quanh vùng 17 5 V17.5 mà bị mất thì nó sẽ về ở khoảng quanh vùng 16 164. Mà nhìn về tín hiệu đường mát uh, thì nó vẫn đang khá là yếu, lực cầu thì cũng đang tạm ổn nhưng mà đường mát đang khá là yếu nên uh, cái khả năng cao là tuần tới nó sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. Ở uh, tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ờ uh, PVD đó, PVD sẽ chỉnh về quanh 15 mất 15 thì nó sẽ chỉnh về 14. Mất 14 thì nó sẽ chỉnh về 13 và mất 13 thì đâu đó nó sẽ về vùng 12. thậm chí mất vùng 12 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 10. Đấy là những cái điểm mà lưu ý đối với cổ phiếu PVD. Như vậy trong ngắn hạn nó có lực hồi nhưng lực hồi này theo quan điểm với tuần cùng là nó chưa đủ mạnh, chưa đủ lớn nên tuần tới nó sẽ quay trở lại quanh vùng 13 điểm sâu hơn nó sẽ kiểm tra lại ở vùng 12 đến khoảng vùng 12 năm Đây sẽ là những cái điểm mà PVD sẽ quay lại kiểm tra cung cầu. ở BSR, BSR trong tuần, trong tuần thì BSR cũng đã bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng ở đây, đó là vùng 14 các anh chị. Và khi vùng 14 mà bị mất thì nó sẽ đi về về vùng 10 vùng 10 mà bị mất thì nó sẽ đi về vùng 7.5 cái câu chuyện là không ai có thể chống lại xu hướng của cổ phiếu và trong tuần thì nó đi về vùng 10 và sau đó nó đang rút chân để đi lên à, với nhịp hồi này à, vùng hồi tụ kỹ thuật vùng kháng cự ngắn hạn như vậy là nó lại lại quay trở lại về vùng 14 đến khoảng vùng 14 3 rồi nó sẽ chỉnh cung điểm chỉnh cung đẹp nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 12 xấu à, hơn sẽ quanh vùng 10 tức là chúng ta sẽ phải chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của BSR ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 12. đối với mã cổ phiếu BSR các anh chị có thể cân nhắc để chúng ta gom dần và chúng ta gom ở một góc độ là trung hạn, cầm trung và dài hạn đối với mã cổ phiếu BSR. thì đối với thời điểm hiện tại nói chung là nếu mà so với đáy này thì BSR hoàn toàn có thể chạy về những cái vùng ví dụ như là vùng 10, vùng 7.5 đó thì có thể là có vùng 7.5 nên là các anh chị nếu như chúng ta xác định gom trung hạn Thì ví dụ như vùng quanh vùng 10, 10.2 chúng ta gom một ít Quanh vùng 7.5 đến vùng 8 chúng ta gom một ít Đó chúng ta cứ gom từ từ như vậy cho đến lúc mà cổ phiếu nó có được những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật Tức là xu hướng triển pha Thì khi đó các anh chị có thể tất tay hoặc là gom mạnh mẽ thêm OI <laughs> ở trong giai đoạn hiện tại OI uh, chúng ta cũng có thể bắt đầu bắt dần được rồi đó, OI bắt bắt dần được rồi, quanh vùng 5.5 đến vùng 6 là chúng ta bắt dần cổ phiếu OI được rồi các anh chị nhá. Như vậy tuần tới uh, tuần này tuần tới thì OI có thể có điểm chỉnh cung quanh vùng 6.7, tức là nó sẽ test lại quanh vùng 6.6 đến 7 đây thì các anh chị gom một ít, sau đó nó test về quanh vùng 6 thì sẽ gom thêm một ít nữa và nôm na là quanh vùng 5.5 vùng 6 chúng ta sẽ gom dần. Và trong giai đoạn hiện tại đối với OI thì chúng ta đang có thể đi gom dần để chúng ta thăm dò đáy. <laughs> povk như vậy povk trong tuần thì có một điểm chỉnh khá sâu về quanh chín à, và nhìn chung về mặt bằng chung thì chúng ta vẫn đánh giá ở vùng chín năm ở trong bản tin tuần thì cũng có nói đến vùng chín năm tức là chúng ta sẽ đánh giá ở một cái yếu tố gọi là trung bình anh chị tức là nhiều cái điểm mà nó chạm quanh vùng chín năm thì đấy chúng ta tạm coi còn là chín năm sẽ là cái vùng hỗ trợ tuần thế còn lại ví dụ nó, nó nhúi về một phát như này xong nó cân lên thì như vậy là cái đó là một cái yếu tố bất thường đi chúng ta có thể có thể, giữ, có thể Uh, phân loại nó là như vậy. <laughs> Thiên hướng kỹ thuật tuần tới POVF hoàn toàn có thể có những cái xu hướng test lại quanh vùng 9598 ờ uh, trước khi mà nó hình thành một cái nhịp tăng tiếp theo ở đây. Mục tiêu của chúng ta trong nhịp này POVF đánh về vùng 11, khỏe khỏe hơn thì đánh về vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Đó, rồi uh, sau đó thì nó lại tiếp tục nó chỉnh cung thôi, nó chưa chưa kéo một mạch được đâu bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại là em này nó cũng đang hình thành một cái diện một cái nền, Đây các anh chị một cái nền gọi là nền tích lũy xây đáy tạo nền ở quanh một cái cái biên nào đó thì đấy sẽ là một cái tín hiệu mà à, cổ phiếu bắt đầu có cái tín hiệu tốt lên à, đường mà ACD cũng đang xanh <laughs> trở lại như vậy là tạm một <laughs> OK các anh chị bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành rất quan trọng một cái nhóm ngành gọi là điểm nóng của thị trường ở trong uh, những cái tuần vừa qua và đến đến thời điểm hiện tại tuần này thì uh, hùng đã bắt đầu nhìn thấy có một cái lực bắt cầu rất lớn của tay to thì có thể là gì tay to họ đã nhìn thấy được rằng là với cái giá trị hiện tại uh, với cái giá trị của cổ phiếu của nhóm ngành này uh, đã đi, đã chỉnh cung về đến cái tầm này như vậy nó là những cái giá trị rất là hợp lý rồi và để họ gom cho một cái chiến lược dài hơi đó là nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng thì trong tuần vừa qua đã có rất nhiều những cái tín hiệu kỹ thuật liên quan đến nhóm ngành này đó và chúng ta sẽ đi lần lượt chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu ở những cái mã cổ phiếu nào mà ok mà happy thì các anh chị uh, nốt lại uh, theo những cái phân tích dự báo của ông lê đó là những cái um, cái cái suy nghĩ của cá nhân thôi và các anh chị cảm thấy rằng à như vậy ông này ông nói như vậy uh, cũng hợp hợp với ý mình như vậy thì mình có thể là uh, Xem xem để có mình bắt đầu uh, tính toán những cái kịch bản uh, gom hàng nắm giữ đó hoặc là có những cái điểm lướt lát. <laughs> Thì đối với DG đúng không anh chị? Uh, Hùng Lê đã có những cái điểm mà uh, nhắc nhở các anh chị là DG sẽ chỉnh về 10 và các anh chị nhìn thấy trong tuần đúng về 10 luôn. Đó, điểm về 10 đấy chính sát về 10 và sau đó gì ạ? Nó đang có cái điểm gì ạ? Điểm long lên Uh, lực cầu đắt của em này cũng tương đối là tốt rồi trung bình có uh, cá biệt đã có những phiên bắt khoảng tầm 40 50 60 triệu cổ phiếu như vậy là rất là ok và nhìn về mặt ý đồ về mặt tạo lập là tay to đã bắt đầu bắt DIG khoảng từ vùng giá 13 10, à 14 14 các chị và bắt đầu bắt từ vùng 14 và như vậy thì khả năng là tuần tới nó sẽ kéo về lại quanh vùng 14 Ờ uh... 14 đến khoảng vùng 14.5 sẽ chỉnh cung kỹ thuật tiếp theo của DG để xác định nhận xu hướng. Như vậy tuần tới nếu như có cái vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.8 thì các anh chị có thể gom dần DG. <laughs> tín hiệu của sale hiện tại uh, tương đối là tốt và cái lực bắt dòng tiền của tay to đã bắt đầu bắt sale ở khoảng quanh vùng giá 12 và giải rác cho đến tận hôm nay là đến vùng 7. Đó, họ đã bắt đầu có những cái tín hiệu gom lại cổ phiếu sale ở vùng này ở những cái vùng gọi là vùng xây nền tạo đáy ở đây. Thì đối với tín hiệu của sell trong tuần thì sell cũng đã suýt soát chạm vùng 7. Đó là cái vùng mà ông có dự báo ở đây là khả năng là sell ông ông sell sẽ chỉnh về đây. Rồi và ba cây nến trong đó có hai cây tăng kịch trần <laughs> khá là đẹp của sell. Và với đà này thì sell sẽ kéo về đâu đó khoảng tầm cỡ khoảng vùng 12. Vùng 11 đến khoảng vùng 12 đây sẽ là cái vùng kháng cự trước mắt của cổ phiếu này và sau đó nó sẽ chỉnh cung như vậy tuần tới nếu như mà trong tuần nó có những cái điểm test về quanh chín thì các anh chị cũng có thể bắt theo HBC ở đây chúng ta uh, trong tuần thì cũng đã có phân tích vùng 6.5 vùng 6 và HBC đã chính thức là về đến vùng 6 và sau đó nó có điểm long lên những điểm long này với lực bắt cũng khá là tốt rồi thì nó sẽ đạt được khoảng target khoảng tam quanh vùng 8.5 đến vùng 9 và khi đạt đến vùng này thì nó sẽ có cái thiên hướng kỹ thuật nó chỉnh cung và HBC ở trong cái thời điểm ngắn hạn thì các anh chị có thể ngắm vùng 6.5 đến vùng 7 đó sẽ là dự kiến khả năng sẽ là vùng cân bằng của cổ phiếu này đất xanh cũng đã có tín hiệu bắt ba phiên trở lại đây rất là tốt khi mà trung bình phiên đã đạt trên 15 triệu cổ phiếu và cá biệt có những phiên nó đã gom lên khoảng tầm vùng 24-25 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đối với DXG ở trong tuần thì DXG cũng sau khi mà các anh chị có lưu ý đến cái vùng 10 đúng không ạ thủng 10 thì Hùng có nói đến là nó sẽ đi về vùng 7.5 đến vùng 8 và cây nến ngày thứ tư đây các anh chị nó đi về vùng uh, điểm thấp nhất của nó là 7.94 và sau đó một cây tăng kịch trần trong phiên tắt ao bắt cá của ngày thứ tư à lực bắt khá là mạnh và dự kiến là DXG sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 11.5 đến khoảng vùng 12 sẽ chỉnh cung. Như vậy ở sang tuần tới nếu như đất xanh có ở khoảng quanh vùng 9.1 thì các anh chị có 9 đến 9.1 thì các anh chị có thể gom thêm. Và sau đó vùng 7.5 đến khoảng vùng 8 dự kiến sẽ là vùng cân bằng của cổ phiếu DXG trong nhịp này. Uh, DxS lực bắt cũng tương đối là tương rồi các anh chị Tuần này nó đã bắt uh, Có những phiên lên đến trên 4 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là tốt rồi Và trong phân tích kỹ thuật thì cũng có đề cập đến khi mà ông này thủng 6 thì nó sẽ đi về 4 đấy các anh chị Tuần này nó đi đúng về 4 luôn về 4 và nó bật lên nó bật tăng Như vậy với tín hiệu này thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng tiệm cận vùng 6 rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung, đó, chỉnh cung rồi sau đó nó sẽ diện nó sẽ có những nhịp long lên sọc xuống đi ngang ngang ngửa đây rồi sau đó nó mới vút lên được ở đây và cái điểm vút lên đó chính là những cái điểm mà các anh chị có thể gọi là bắt chết cổ phiếu và cái điểm vút lên như thế nào thì mời các anh chị về với team của lê hùng sẽ phân tích theo trong cái quá trình giao dịch trực tuyến SCR đến thời điểm tại lực bắt cũng tương đối là tốt Trong tuần thì chúng ta có dự báo SCR về khoảng quanh vùng 3.9 Và đến đóng tuần ở trên 4.71 lực cầu đạt trung bình khoảng tầm độ 4 triệu đến 6 triệu cổ phiếu Như vậy là khá là ok Trong nhịp bắt này Và với lực bắt tốt như vậy Với lực bắt tốt như vậy Thì chúng ta kỳ vọng là SCR sẽ kéo về đâu đó được khoảng quanh vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.7 Sau đó nó sẽ chỉnh cung và cái nhịp chỉnh cung này nó sẽ rất là quan trọng Quan trọng để để làm gì Để chúng ta xác định được là nó có một cái Cái gì ạ Một cái cái cái, cái gọi là Đảo chiều Đảo chiều xu hướng Đảo chiều xu hướng tăng trong ngắn hạn hay không Thì nó sẽ liên quan đến cái nhịp chỉnh cung ở sắp tới Và với lực bắt tốt như thế này thì khả năng cao với cái phán đoán của ông Lê thì nhóm ngành bất động sản Là ổn rồi Ổn áp rồi các anh chị LDG cũng đã bắt Những phiên khoảng trên 5 triệu cổ phiếu rồi à, Trong tuần thì LDG cũng đã có dự báo về khoảng quanh vùng này là bao nhiêu ta à, Quanh vùng 3 và các anh chị nhìn thấy đây ạ trong phiên ngày thứ tư thì nó về đến vùng 3 và nó kéo lên à, Lực kéo khá là tốt lực kéo này thì có thể giúp cho LDG kéo về đâu đó khoảng quanh vùng 4.5 đến khoảng vùng 5 Về đến vùng này sẽ chỉnh cung Như vậy là tuần tới nếu như LDG có uh, test À, những cái điểm test kỹ thuật của quanh vùng 3.45 thì các anh chị gom ăn thêm à, C2 thời điểm hiện tại chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến Trong tuần thì C2 cũng đã chỉnh cung về đến kịch cái điểm mà có dự báo ở đây là quanh 10 Sau đó có rút chân lên hiện tại là rút chân lên vùng 12 à, Tuy nhiên là cái điểm lực cầu nó chưa đạt C2 đạt nó phải đánh khoảng từ 8 đến khoảng tầm độ 12 triệu cổ phiếu trên một phiên không À nhìn chung thì tuần tới C2 vẫn còn có những cái điểm test cung kỹ thuật ở khoảng quanh điểm này là mấy đây ta. Điểm này là khoảng quanh vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.9 các anh chị. Rồi có chạy thì mới chạy được, nói chung là như vậy. NBB ở trong tuần khá là xấu khi mà nó mất vùng 15, mất vùng 15 thì nó sẽ đi về vùng 14, mất vùng 14 thì nó sẽ đi về vùng 11.5 đến vùng 12. Và trong tuần thì nó đã cắm xuống vùng 11.5 đến vùng 12 trong phiên ngày hôm nay và nó có rút chân lên à, nhìn điểm rút chân này thì cũng chưa 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 ổn lắm bởi vì sao bởi vì đường mát nó đang cắm đầu à, nó phải đi ngang rồi sau đó như vậy là tuần tới thì cái xu hướng về mặt xu hướng kỹ thuật là nó sẽ còn có những điểm test kỹ thuật quanh vùng 12 hai. À, rồi nó còn chỉnh cung nó còn chỉnh cung theo hùng là nó còn đi ngang đi ngửa đây quanh vùng 12 rồi sau đó nó mới à, à, sau đó nó mới bật thoát lên được FCN có phục hồi Tuy nhiên lực phục hồi này cũng chưa đủ mạnh ở trong tuần thì có đánh giá vùng 5.5 đến vùng 6 ở đây các anh chị thì FCN cũng đã về đến vùng này và sau đó nó có lực bật lực bật này có thể kéo quanh vùng 73 đến khoảng vùng 8 về cái kháng này thì nó lại bắt đầu chỉnh cung chỉnh đẹp đó chỉnh đẹp thì nó sẽ test lại được khoảng quanh vùng 6.5 chỉnh mà xấu xấu hơn thì có khi là nó lại test lại quanh vùng 6 đó và nó cần thời gian với FCN đến thời điểm hiện tại là nó cần thời gian. VCG cũng như vậy. Chưa có phục hồi nhưng mà cái lực phục hồi này cũng chưa thực sự là thuyết phục khi mà nó tiếp đây nó sẽ gặp lại cái vùng cản à, kỹ thuật của nó ở đây quanh vùng 14 đến khoảng vùng 4.5 đây. Và cái vùng cản này thì chắc chắn là nó sẽ chỉnh cung và nó chỉnh cung lại. Đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem xem là khả năng là nó có tạo thành được cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây hay không và khi nó tạo được cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn rồi thì cái đó chúng ta mới bắt thêm à, hàng hóa. Đúng không anh chị. À, cổ phiếu CNCO4 trong tuần thì CNCO4 cũng đã về đến vùng 5.5, đây là vùng dự báo về mặt kỹ thuật, về điểm hỗ trợ kỹ thuật của CNCO4. Có lực phục hồi và lực phục hồi này à, đang khá là tích cực, đang khá là tích cực dự kiến thì nó sẽ kéo lại được ở khoảng quanh vùng 76 đến 8 và nó sẽ bắt đầu chỉnh cung chỉnh đẹp thì nó sẽ chỉnh quanh vùng 7 tức là cái nhịp chỉnh cung này thì cũng sẽ bám sát và sẽ phân tích những cái điểm mà chúng ta dự báo về cái khả năng mà cổ phiếu nó sẽ quay trở lại với xiên cô 4 thì lực cầu nó phải đạt khoảng tầm độ 3 triệu đến khoảng tầm 4 triệu 6 cổ phiếu trên một phiên thì cái đó mới gọi là lực đánh của tay to còn hiện tại thì nó chưa có Nam Long, các anh chị lưu ý, Nam Long đến thời điểm hiện tại là lực bắt cũng đã đẹp rồi. Trung bình đã đạt khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu trên một phiên là rất là đẹp. Trong tuần thì cũng có nói đến Nam Long ở vùng 18 18.5 và điểm sâu hơn là vùng 15 đến khoảng vùng 16. Suýt soát nữa thì Nam Long đã chạm về đến vùng 16 và bật lên. Ở phiên ngày thứ tư, Nam Long đã lấy lại vùng 18.5 cộng và có hai cây nến cũng hết sức là tích cực. Với lực kéo tích cực như này thì chúng ta kỳ vọng năm năm sẽ kéo về lại ở đây là vùng 23, 23 năm đến khoảng vùng 24. Đây sẽ trở thành, trước đây nó là vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng khá cực ngắn. Và uh, khi chạm về đây thì 55 năm sẽ bắt đầu chỉnh cung và chúng ta sẽ đánh giá cái lực chỉnh của cổ phiếu này. Uh, KDH ở thời điểm hiện tại uh, cũng rất là tươm rồi. Uh, Tạo lập đã bắt tương đối là tốt khi mà lực bắt đã đạt được trung bình khoảng từ 4 đến khoảng... Uh, 6 triệu rưỡi đến 7 triệu cổ phiếu trên một phiên và cái điểm nhấn kỹ thuật của cổ phiếu KDH đó là trong tuần thì KDH đã có những điểm chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 17.5 đến vùng 18 và nó rút chân lên và cái điểm rút chân này cực kỳ tích cực khi nó đã rút chân được lên trên vùng 20 cộng Ok anh chị như vậy là uh, KDH nó cũng hội tụ một cái vùng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 18 đến khoảng vùng 20 ở trong nhịp này theo quan điểm kỹ thuật cũng rất là đẹp rồi. Và với cái sự phục hồi như này với lực cầu như này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là Nam Long sẽ kéo về đâu đó khoảng quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 và nó bắt đầu chỉnh cung. Cái điểm chỉnh cung đẹp nó sẽ chỉnh cung về quanh 22 và điểm chỉnh cung mà sâu sâu hơn. Đó mà vẫn đẹp, nói chung là chỉnh về quanh vùng 20 vẫn đẹp các anh chị. Nam Long mà nó cứ giữ được trên vùng 20 cộng và các anh chị gom thêm thì à, KDH, Khang Điền thì rất là ok. Khang Điền cũng lưu ý, Nam Long cũng lưu ý lưu ý để làm gì lưu ý để chúng ta cân các anh chị <laughs> à, đối với hà đô hdg trong tuần có hai điểm chỉnh một điểm 25 điểm thứ hai là 20 đó suy soát về được vùng 20 thì nó bật tăng lên và nhìn về góc độ tích cực của Hà Đô thì cũng khá là ok Đường mát xanh trở lại Và trong tuần thì nó đã lấy lại được vùng 25 Như vậy thì có thể kỳ vọng Hà Đô nhịp này nó tiếp tục kéo lại vùng kháng cự đây Đó là vùng 29 đến khoảng vùng 30 Sau đó nó sẽ chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung của cái nhịp này nó cũng sẽ có một cái ý nghĩa rất quan trọng để chúng ta đánh giá về cái gì, cái khả năng phân kỳ tăng ngắn hạn của cổ phiếu Hado. Htc trong tuần Htc HDC cũng đã có cái điểm chỉnh cung uh, kỹ thuật cực sắc nét ở quanh vùng 27 trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Còn cái vùng 23 đến khoảng vùng 25 thì nó chưa về nơi. Về đến vùng 27 và nó bắt đầu có một cái lực bật tăng khá là tốt phiên ngày hôm nay nó test lại quanh vùng 30 và kết phiên có một cây nến tăng cũng cực 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 mạnh à, và với lực kéo như hiện tại thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở đây là sang tuần thì HDC sẽ kéo về là khoảng quanh vùng 35 sau đó thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật và điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây có thể sẽ à, tính toán lại ở khoảng quanh vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 nó chỉnh cung về như vậy là cực kỳ đẹp bởi vì như vậy nó cũng sẽ hình thành được cái mô hình V ở đây, mô hình hai đáy ở đây và nó tạo thành được một phân kỳ tăng ngắn hạn ở đây thì như vậy là à HDC cũng gọi là hùng dũng tiến lên. Như vậy kết luận lại là nhóm ngành bất động sản đến thời điểm hiện tại là tay to đã gom rất nhiều, rất mạnh rồi các anh chị nhá. Nên là các anh chị đang có cầm những cái nhóm ngành này đang bị kẹp lại thì chúng ta khẩn trương chúng ta chuẩn bị tiền bạc để chúng ta gom thêm. Và các cái điểm gom như thế nào thì cũng đã có phân tích uh, kỹ ở trong uh, bản tin rồi thì các anh chị có thể xem kỹ lại rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích tiếp theo đến hai cái nhóm ngành cũng cực kỳ quan trọng đó là xương sống của thị trường đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì đến thời điểm hiện tại như ông đã có phân tích thì nhóm banh vẫn là một trong những cái nhóm giường cột trụ cột của thị trường và ba phiên uh, kết tuần thì nhóm banh cũng đã có những cái vị thế có những cái uh, xu hướng uh, quay trở lại cái đà tích cực đó và các anh chị sẽ tiếp tục cầm nắm và mua thêm tại những cái phiên test hoặc uh, tại những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng hỗ trợ đó thì trên bản tin tuần nó đã thể hiện tương đối là rõ tất nhiên nó không thể đúng 100 trăm nhưng uh, theo quan điểm của tuần cùng thì nó cũng phải đáp ứng được khoảng tầm đến 70 đến 80 phần uh, trăm với yêu cầu của anh chị rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm Việt Công Anh uh, nhóm anh uh, xin lỗi cả nhà uh, cổ phiếu Việt Công Anh thì đối với Việt Công Anh ở đây trong tuần thì Việt Công Anh cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 78 trên 78 và nó cũng đã có những điểm chỉnh cung Ờ, phiên ngày hôm nay nó test về vùng 74 tương đối đẹp và trong tuần thì nó đã có những cái điểm test kỹ thuật mà phải nói là rất tuyệt vời ở quanh vùng 71 đến khoảng 71.5. Đó, và nhìn về mặt thiên hướng tuần tới thì sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 74, tiếp tục công vùng 78, sau đó vùng 80. Nhịp này thì việc công banh vẫn đang rất là ổn áp các anh chị. Nó mang tính chất giữ nhịp trên thị trường và nó kéo về mặt tạo lập và điểm đáng lưu ý đó là uh, Vietcombank đã đánh uh, liên tục vượt trung bình 21 phiên đường MACD đang hướng lên rất là đẹp như vậy là xu hướng chủ đạo là xu hướng tăng tăng điểm các anh chị <laughs> uh, đối với MBB trong tuần thì cũng có đề cập đến vùng 14 đó, uh, phiên ngày thứ tư thủng 14 nhưng mà đóng phiên thì nó lại uh, vượt lên vùng 15 phiên này là một phiên rất là cay đắng À, tại sao có sự cay đắng bởi vì là công ty chứng khoán đã đặt sàn cùng tin rằng là trên thị trường rất nhiều nhà đầu tư bị công ty chứng khoán ép sàn ép bán sàn trong phiên giao dịch của ngày thứ tư và bán sàn xong là tay to nó luộc hết hàng à, tay to nó luộc hết hàng xong cuối phiên nó kéo tím cay đắng rất là đắng à, nên là cái việc mà chúng ta kiểm soát cái tỷ lệ tài khoản kiểm soát tâm lý hành vi ở trên thị trường chứng khoán nó đóng vai trò rất là quan trọng các anh chị nó giúp cho chúng ta đi dài đi bền đi chắc đi xa. À, rồi MBB à, đẹp rồi, à, nhìn như vậy là đẹp rồi. Sau một cái điểm kéo lên ở đây và có hai cái nền test ở trên vùng mười bốn đến vùng 15 như vậy là rất là đẹp rồi. À, tuần tới khả quan nó sẽ có thêm những cái điểm test quanh vùng mười bốn bảy thì các anh chị có thể gom thêm. À, rồi và sau đó chúng ta gom từ từ và chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái thiên hướng kỹ thuật của MBB cũng sẽ phân tích ở trong những cái clip tiếp theo. Uh, Bit vẫn đang giữ được thế trận uh, tốt Vẫn đang giữ được thế trận tốt Đó là gì ạ? Đó là một cái uh, 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 Một cái uptrend Uptrend trong ngắn hạn Gọi là phân kỳ tăng trong ngắn hạn các anh chị Thì trong tuần Bit có hai điểm chỉnh cung Điểm chỉnh cung thứ nhất Đó là quanh vùng 33.5 Và điểm chỉnh sâu hơn Đây các anh chị Cái nó ở đây 31.5 đến vùng 32 Đó Và nó vẫn nằm ở trên cái kênh xu hướng Đó Gần như là nó vẫn nằm ở trên cái kênh xu hướng gì? Kênh xu hướng tăng giá đó và đồng thời đồng thời thì bit cũng đang có những cái điểm công kháng cự ở đây các anh chị đó, quanh vùng 37 đến khoảng vùng 38 nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật bit hoàn toàn có thể hướng vùng 38 tám à, vượt vùng 38 rồi à, nếu trong trường hợp vượt vùng 38 thì chúng ta sẽ tính toán thêm cái kịch bản là bit có thể quay về được ở khoảng quanh vùng 40 đến 4.5 tức là quay về đỉnh cũ ở đây rồi bắt đầu nó sẽ gì ạ à, nó sẽ bắt đầu lao chỉnh cung công thương vẫn giữ được nhịp nó và nó vẫn tạo thành được một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn. À, nhìn về mặt kỹ thuật ở trong tuần thì cũng đã có phân tích ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 23 đến khoảng vùng 234. Các anh chị nhìn ở đây, nhìn chung là nó không có bị thủng cái vùng này. Đến đóng phiên là nó đều nằm trên 23 cộng hết như vậy. Chúng ta thấy rằng vùng 23 là một vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt. Đồng thời, à, chúng ta có vùng kháng cự 25. xa xa hơn thì chúng ta đang ngắm lên khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 263. Trong tuần có một điểm nó đánh lên được vùng 26 chấm mấy đây này. 25.8, uh, suy soát gần 20 gần gần điểm 26 nhưng mà nó không giữ được. Uh, nhìn về theo đường kỹ thuật của công thương, tuần tới có thể uh, chúng ta vẫn có những cái điểm kỹ thuật quanh vùng 23 23.3. Uh, mục tiêu uh, thì vẫn ngắm công thương lên vùng 26 26.5 đó. Uh, xa xa hơn trong nhịp này khả năng công thương sẽ đánh vượt lên được khoảng vùng 28. Uh, thị trường đang khá là lạc quan thị trường đang khá lạc quan và khả năng lên được vùng 28 là cao. Techcom thì <laughs> chưa được <là> khỏe lắm. <laughs> nhìn chung thì trong tuần Techcom đã quay trở lại test vùng 21. một à, có lực cầu bật lên nhưng lực cầu này thì các anh chị nhìn thấy đây đó là nó gặp lại cái vùng kháng cự 24. 24 có kéo thì kéo nó cũng chỉ kéo lên được khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 24 cộng thôi đó và sau đó nó sẽ chỉnh cung và như vậy sau khi mà chỉnh cung á, thì chúng ta sẽ test dò lại quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22 đây là chúng ta dò đáy của Techcombank đó và dò xong sau cái giai đoạn mà chúng ta dò đáy rồi cổ phiếu nó bật 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 ban bật và đến một cái kết cục ở cuối con đường ấy Techcombank nó đánh vượt thoát vùng 26.5 thì khi xuất hiện một cái cây nến xanh sừng sững mà nó đè lên như thế này á thì đấy sẽ là thời điểm mà các anh chị tất tay Hùng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có một cái giai đoạn dò đáy thì khi mà cổ phiếu có những tín hiệu kỹ thuật như này, tức là nó xác nhận rằng là cổ phiếu đã bắt đầu vào một cái uptrend. Và khi vào một uptrend rồi thì không có lý do gì chúng ta không tất tay cả nếu như chúng ta đang nắm cổ phiếu Techcombank. Đấy. À thiếu mất con con VIBank nhỉ MBB phân tích chứ nhỉ? MBB phân tích rồi thiếu mất con VBank VBank cũng đang hay. VBank ở thời điểm hiện tại á là nó cũng đang hay. Vì sao? Thứ nhất là nó đã có một cái nhịp đánh nháp ở đây và cái giai đoạn hiện tại cái dòng tiền lớn là nó cũng đang có cái xu hướng là gom cổ phiếu VIBank. Và đây là cái sự xáo trộn của tạo lập ở trên thị trường họ xáo trộn như vậy để nó loại bỏ hết những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám họ, ok và ở đây chúng ta trong tuần thì chúng ta cũng đã có điểm chỉnh cung kỹ thuật vi banh quanh vùng 15.5 điểm sâu hơn là vùng 14 đến vùng 14.5 như vậy á nhìn về mặt thiên hướng thì vi banh vẫn còn những cái điểm chỉnh cung ở quanh vùng 14.14.5 ở trong tuần tới và các anh chị có thể bắt đầu gì ạ chúng ta đang cầm thì chúng ta gom dần chúng ta thăm dò dần để chúng ta dự báo là như vậy ở đây có khả năng một cái kịch bản về cái mô hình với kép hai đáy ở đây không? Đó thì chúng ta sẽ bắt ở bên này. Và khi chúng ta bắt xong thì chúng ta chờ đợi, chờ đợi ở một cái điểm tiếp theo, ví dụ nó sẽ kéo lên lại ở đây là vùng 18. Và trong cái trường hợp mà nó có một cái nến xanh sừng sững nó đè vùng 18 cộng lên như vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta có thể tất tay, chúng ta có thể gom mạnh mẽ. Khi chúng ta đã có những cái vị thế dò đáy từ vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 rồi thì nó không 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 có đáng ngại cái gì nữa các anh chị. STB ở trong thời điểm hiện tại là tay to cũng đã bắt đầu gom rồi gom rất mạnh ở từ nói chung là nó đã gom từ cái cái thời điểm này này đó từ cái thời điểm này tức là tay đo đã gom ở khoảng quanh vùng 17 16 15 và đến thời điểm hôm nay là nó đã đánh lại quanh vùng 17 rồi trong tuần thì uh, STB có một điểm chỉnh cung kỹ thuật cũng cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ gọi là như như giáo án đó là vùng 15 nó đánh về quanh vùng 15 3 phiên và sau đó thì nó bắt đầu long lên kéo long à, Nhìn về thiên hướng thì tuần tới STB khả năng sẽ có những cái điểm chỉnh lại ở quanh vùng 16 16.5 Đó là khả năng thôi à, Còn nếu trong trường hợp mà thị trường khỏe là nó kéo kéo sốc nó, nó kéo tốc lên luôn Nó kéo tốc lên luôn rồi sau đó nó mới chỉnh cung Hoặc là nó sẽ chỉnh cung ở trong tuần thì cái này thì chúng ta sẽ quan sát thêm nhưng cái điểm 16, 16.5 này là hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục có ở trong tuần mới nếu nó kéo sốc lên đó, thì nó sẽ kéo lên đâu nó sẽ kéo lên khoảng quanh ở đây là quanh vùng 18 6 đến khoảng vùng 19 rồi bắt đầu nó mới chỉnh cung thì cũng có thể là như vậy chúng ta sẽ quan sát thêm những cái ý đồ tạo lập của STB và STB hiện tại đang khá là ok à, Liên Việt Quốc cũng đang có à, Liên Việt Quốc là trong tuần vừa qua nó chia các anh chị nhá nên là Hùng vừa mới dọn chắc chiều chạc cái thuật là lúc chiều Hùng vừa mới dọn lại thì chúng ta sẽ ngắm lại Liên Việt Quốc Banh xong chia đó là gì đó là 8 đến vùng 8.3 là hỗ trợ kỹ thuật vùng kháng cự ngắn hạn là vùng 10 trong tuần thì nó đã có một điểm đây đây các anh chị nhìn đây thì nó cũng khá là giống nhau mô típ là một cây nến đỏ và sau đó một cây nến xanh nó lấp gần như hết cái 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 cây nến đỏ trước đó thì đây cũng như vậy đây cũng là một cây nến xanh và nó lấp lại hết được ở cái cây nến đỏ trước đó trong cái vùng tạo lập từ vùng 8 đến vùng 8 À rồi, kéo long thì nó sẽ kéo về được quanh vùng 10, khỏe hơn thì nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 10.5 đến vùng 11 và nhìn về cái cách đi như thế này thì tuần tới á. Có thể thôi, có thể là sang thứ hai, viên ngày thứ hai tuần tới là nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 9 đến 9.35. Rồi sau đó nó sẽ có thực hiện một cái nhịp kéo tiếp theo. À, cái nhịp kéo này thì chúng ta sẽ dự phóng đâu đó khoảng kéo lên khoảng vùng 11. Rồi và kéo lên vùng 11 xong thì nó sẽ chỉnh cung và nó test lại được ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.5 mà không thủng thì đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể gom tất tay có thể mua full mặc jean hay là full cái gì đấy có thể full 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 đủ các thứ đấy là tùy đó và lực cầu nó vẫn cứ duy trì khoảng tương tương khoảng đầu đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 triệu cổ phiếu trên một phiên nó rất là ok ổn áp các anh chị rồi cổ phiếu SHB nhỉ? SHB xem nào? của bầu bảo hiểm trong tuần vừa qua như nào? SHB điểm chỉnh 197 trong tuần thì nó về đến vùng 9 và suy soát về đến vùng 8. Tức là gì? Đây, anh chị, chúng ta có đã vẽ sẵn ở đây rồi. Đó và cây nến này là cây nến nó bắt tầm 20 triệu cổ phiếu như vậy là lực bắt tương đối là tốt à, về đến điểm 8.3 và nó bắt đầu bắt lên lực long một khả năng sẽ chạm được lên đâu đó khoảng vùng 11 Ờ, à, 11 xong rồi thì em sẽ chỉnh cung về ở khoảng quanh vùng 10 điểm sâu sâu hơn đây khoảng vùng 9.7 9.7 vùng 10 các anh chị đó, về đến điểm này rồi nó sẽ tiếp tục có một cái lực long tiếp theo thì đấy là cái khả năng về kịch bản của cổ phiếu shb ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành banh à, nhóm ngành chứng khoán thì như cũng có đề cập đến đó là nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta phải chờ thêm à, tại sao lại chờ thêm chờ thêm để chúng ta đánh giá xem là nó có tạo được cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn hay không thì chúng ta phải chờ chính vì như vậy là nhóm ngành chứng khoán nó mới có cái độ trễ hơn so với nhóm anh và trong tuần vừa qua thì nhóm ngành chứng khoán nó cũng đang cho chúng ta những cái tín hiệu hết sức lạc quan hết sức lạc quan và cái sự lạc quan đó thì nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ đi phân tích cụ thể sau đây Ở cổ phiếu VCI đó thì vì sao mùng lại bảo là chúng ta cần phải chờ thêm nó là như vậy tức là nó phải tạo được cái phân kỳ tăng đó, và hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán là một số các mã cổ phiếu là nó chưa tạo được cái phân kỳ tăng và nó đang có một số thì là test mô hình hai đáy một số thì nó test thủng đáy chính vậy nên là chúng ta phải chờ thêm nó là như vậy thì đối với VCI trong tuần thì VCI đã có được bắt tương đối tốt sau khi mà nó chạm cái vùng ở đây là vùng 7.5 thì cũng đã có đề cập rồi đúng không anh chị khả năng là khi mà cổ phiếu này thủng vùng 22 thì nó sẽ về vùng 7.5 thủng vùng 17.5 thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 14 chúng ta không chống lại được cái cái đấy đâu nó chỉ có điều là chúng ta phải dự báo được à như vậy là thủng cái vùng này thì nó về đâu đó và trong tuần thì nó đã giữ lại được vùng 7.5 và đang có một lực long ngắn lực long này khả quan thì nó sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng hai mươi mấy đấy ta hai mươi năm rồi sau đó nó sẽ quay lại nó test cung có thể tuần tới nó test luôn nó test luôn nó lại kiểm tra lại vùng 17.5 vùng 18 và nó còn phải đi dập dìu À, nó phải đi dập dìu ở quanh vùng 7 5 18 rồi sau đó thì nó mới đi đâu chạy về đâu thì cái đó mới tính được tính toán được tiếp các anh chị à, cổ phiếu VND VND ổn các anh chị nhá VND ổn này các anh chị mà đang uh, có hàng cầm hàng hoặc mua mới đều đều tốt hết thì cái đặc tính tạo lập của VND trong tuần đó là gì vùng 9.8 đến vùng 10 à, nó đè lên nó đè nó đè ngục lặn ở đây và 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 nó không thủng được cái vùng 9.8 khi mà, khi mà nó không thủng được cái vùng 9.8 á Ờ, trong nến đóng phiên ngày thì như vậy là chúng ta sẽ không thể có vùng 7.5 đến vùng 8 được đó và cây nến của ngày thứ tư nó cũng đã cho chúng ta một cái tín hiệu hết sức là tích cực đây có một cái điểm tăng rất đẹp ở đây và đây là đèn lên vùng 10 cộng hai cây nến test cũng cực đẹp của VND đó sau khi mà nó vượt thoát lên được cái vùng 10 cộng thì nó đang có hai cái nến test và cái nến ngày hôm nay nó test về đâu ta nó test về suy soát về đến vùng 10.3 13 35 13 35 và suy soát 10.3 như vậy ở đây các anh chị lưu ý đối với VND vùng 10.3 đến khoảng vùng 10.5 đó là vùng gom kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu này nếu như nó chỉnh cung quay trở lại. Và cái điều quan trọng nhất như Hùng có phân tích ở đây các anh chị này, ví dụ cái nhịp này thì Hùng cũng đã có nói rồi là chúng ta cần phải có một phân kỳ tăng. Thì cái điểm này nó cũng như vậy. Điểm này nó cũng cần phải có một cái phân kỳ tăng ở đây. Vậy thì chúng ta đang đi dò cái phân kỳ tăng đó bằng cách là à khi chỉnh cung về quanh vùng 10 10.3 10.5 đấy sẽ là những cái vùng vùng mà chúng ta gom thêm. Nhịp này khá hơn rồi, nhịp này khá hơn nhịp này. Nhịp này khá hơn và nhìn về mặt tiên hướng kỹ thuật ở đây là cái cái cái, cái 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 tín hiệu kỹ thuật nó đã đã đã, đã tốt hơn nên là các anh chị uh, lưu tâm đến mã cổ phiếu VND SHS uh, trong tuần thì lực bắt cũng đã tương đối là đẹp đối với SHS có hai vùng chỉnh cung đó, thủng 6 đó, đầu tiên là thủng nói chung là thủng từ trên thủng xuống 6.5 thì đi về 6 thủng 6 thì sẽ đi về vùng 5 đến vùng 5.5 trong cái mũi tên này thì đâu đó chúng ta chỉ nó đến vùng 5.2 đó và thực tế thì nó nó về đến vùng 5 về đến vùng 5 và nó rút chân lên lực bắt hai phiên ba phiên gần đây đạt trên 15 triệu cổ phiếu khá là ok với lực kéo như thế này uh, SHS tuần tới chúng ta sẽ có một cái sự kỳ vọng đâu đó về khoảng vùng 7.5 đến vùng 8 điểm hôm nay uh, SHS có ba cây nến test tức là trong phiên nó tự test luôn nó tự test cung ở trong phiên luôn như vậy là đẹp và sau cái lực kéo đó SHS test lại vùng 6.5 đến khoảng vùng 6.5 à đến khoảng vùng 6.8 và cũng thủng và lực cầu tiếp tục ổn định như vậy là À, chúng ta cũng bắt đầu kỳ vọng nó có à, quay trở lại một cái phân kỳ tăng ngắn hạn ở đây và khi đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm à, rồi cổ phiếu tiếp theo đó là SSI <laughs> lực bắt khá là tốt từ 20 đến 20 30 triệu cổ phiếu trên một phiên cá biệt phiên ngày hôm nay bắt lên tầng 34 triệu như vậy là à, tay to nó bắt kinh khủng đối với SSI trong tuần nó có hai điểm chỉnh cung thứ nhất đầu tiên nó chỉnh về vùng 13 13 mà thủng thì nó sẽ đi về vùng 12 nhưng mà về đến 13 thì các anh chị nhìn thấy ba cái nến đấy ba cái nến đây là ba cái nến mà nó lên nó test về quanh vùng 13 13 3 và sau đó nó đều nó đều là có một cái diện có một cái lực rút chân lên đặc biệt là cái nến ngày thứ tư <laughs> và phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì cổ phiếu này đã có cái vùng giá nằm lên trên vùng 15 cộng như vậy là tích cực với đà kéo tích cực hiện tại kỳ vọng SSI sẽ kéo về quanh vùng 17 đến khoảng vùng 7.5, sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật. Điểm chỉnh cung đẹp ở quanh vùng 16 và điểm 66 xấu xấu hơn, nói chung là quanh vùng 15 và ở trong cái thời điểm ngắn hạn nhìn về cái cách tạo lập về mặt thị trường tạo lập về mặt cổ phiếu của SSI thì hùng cũng đang kỳ vọng ở đây là cổ phiếu SSI sẽ bắt đầu hình thành một cái phân kỳ tăng ngắn hạn ở đây. Đó, tức là như hùng có nói đề cập là tuần này thì nhóm ngành chứng khoán nó đã có những cái Ờ, tín hiệu nó khởi sắc hơn, nó tốt hơn rất là nhiều so với tuần trước rồi các anh chị nhá. Tín hiệu kỹ thuật nó là như vậy. cổ phiếu HCM cũng như vậy. trong tuần thì HCM uh, chúng ta có dự báo vùng 16, thủng 16 thì nó sẽ đi về vùng 14 và nó đi được uh, vùng 14.35 nó rút chân lên, đó và nó rút chân lên xong nó sẽ uh, nó 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 đã lấy lại được cái vùng 16 ở đây và tiếp tục nó công lại được vùng 17 17.5 ở đây, à, khá là đẹp, lực cầu đang tương đối là tốt đối với cổ phiếu HCM. Khi nó đạt trung bình khoảng từ 6 đến tầm 8 triệu cổ phiếu trên một phiên. À lực kéo tích cực nó sẽ đưa cổ phiếu này về đâu đó khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 và nó sẽ bắt đầu chỉnh cung. Điểm chỉnh cung đẹp để hình thành một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây. Đó thì nó sẽ ở khoảng đâu đó quanh vùng 18, xấu hơn thì có thể chấp nhận ở quanh vùng 17 đến 17.5 thì đấy sẽ là những cái điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. MBS có lực phục hồi trong tuần thì MBS đã về 8.3, đây cũng là cái vùng mà chúng ta có dự báo trong bản tin phân tích kỹ thuật có lực bật lên, lực bật này thì khả năng sẽ hướng lên được cái kháng cự 12 đến khoảng vùng 12 năm và khi chạm đến cái kháng cự này thì xu hướng về mặt kỹ thuật là nó sẽ quay trở lại test điểm test đẹp đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng vùng 10 đến khoảng vùng 10.5. uh, CTS ở trong tuần có dự báo ở vùng 7.8 và điểm sâu hơn là 6 nhưng mà nó chỉ về đến vùng 7.8 thôi và sau đó nó có một cái lực long lực long này có thể đưa cổ phiếu quay trở lại vùng kháng cự kỹ thuật ở đây là vùng 10 vùng 10.5 và sau đó nó sẽ bắt đầu chỉnh cung và cái nhịp chỉnh cung đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm thêm <laughs> Ở BSI trong tuần thì chúng ta có nói đến vùng 12 và điểm sâu hơn đó là vùng 11 và đây cũng là một cái nến kỹ thuật rất là hay của cổ phiếu BSI. Lực bắt khá, vượt trung bình 21 phiên. À, về đường giá với lực uh, lực lực bắt uh, như ngắn hạn ở đây xu hướng nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 15.5 đến khoảng 16, sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở cái nhịp này. BVS <laughs> Uh, chỉnh về 12 thủng vùng 12 thì nó sẽ đi về vùng 11 và trong tuần thì chỉ có một cái đến ngày thứ tư là nó chỉnh về 11 thôi uh, lực phục hồi về mặt đường giá thì khá là ổn Tuy nhiên lực cầu thì nó chưa đạt và với cái việc mà lực cầu nó chưa đạt như này Thì tuần tới uh, nó sẽ có thêm những cái điểm mà test kỹ thuật lại uh, khỏe thì test lại quanh vùng 13 yếu hơn thì nó sẽ kiểm tra lại ở khoảng quanh vùng 12 tức là cái điểm mà chúng ta có dự báo ở trong tuần trước đó ổn định ở quanh vùng này để hình thành một cái phân kỳ ở đây à, phân kỳ tăng ngắn hạn đây thì khi đó chúng ta mới uh, cân đo đong đếm AGR trong tuần AGR cũng đã có cái điểm chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 5.5 đã có một cái lực long Uh, tuy nhiên đối với AGR trong thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy một cái lực cầu thực sự hấp dẫn ở đây tức là lực cầu nó đang khá là thấp uh, cho nên những cái lực kéo này uh, nó cũng chỉ mang tính gọi là phục hồi theo cái xu hướng của thị trường như vậy nó kéo khỏe khỏe uh, thì tuần tới nó sẽ tiệm cận được uh, đâu đó khoảng quanh vùng 7.3 và sau đó nó sẽ quay trở lại nó test cung uh, test khỏe test đẹp tết khỏe tết đẹp thì ở vùng 6.7 mà yếu yếu hơn yếu yếu hơn nữa thì khả năng vẫn sẽ có những cái điểm quay lại ở khoảng quanh vùng 6 và từ đây nó dập già dập dìu nó dập già dập dìu đi thôi nó nó dập già dập dìu đi rồi sau đó thì sẽ tính toán tiếp xu hướng bx tuần này không phải tuần này mà khoảng tầm độ 2 tuần lại đây thì cái lực bắt của dòng tiền tức là lực bắt của tay to nó cũng đang khá là tốt rồi Và đối với mã cổ phiếu VX thì cái thanh khoản của nó rất là tốt nên là cũng là một cái mã cổ phiếu rất là yêu thích của cá nhân Hùng Lê à, Rồi Trong tuần thì nó cũng đã về đến vùng hỗ trợ 5.2 đó là vùng mà chúng ta đã có dự kiến và lực long tương đối tốt Và với một cái lực long tốt như này thì VX tuần tới cái xu hướng nó sẽ tiệm cận ở đây là vùng 6.6 và mắc ở đây sẽ ở khoảng vùng 7 đến khoảng vùng 7.2 ở đâu đó kéo về được đến vùng này thì nó sẽ bắt đầu diện nó sẽ bắt đầu một cái nhịp nó quay lại nó test cung và những cái điểm test cung đẹp nó sẽ tính toán được ở khoảng quanh vùng 6.6 Sâu xấu hơn thì nó sẽ ở quanh vùng 6.2 Đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà các anh chị đang cầm mã của phiếu VX chúng ta sẽ tiếp tục thu gom Tất nhiên là anh chị em mà bắt đáy được cái điểm 5.2 này thì hay quá, rất là tuyệt vời <laughs> APG trong tuần thì APG cũng đã có một điểm chỉnh cung uh, Điểm 1 là về quanh vùng 2.5 Và sâu hơn mà Hùng có dự báo ở đây uh, Khả năng đó có thể có vùng 2 Nhưng về đến 2.5 thì APG đã có một lực bật tương đối là tốt Tuần này đang đóng cửa vùng 3.07 Khá là hứng phấn Lực bắt khá là hứng phấn Và với lực bắt như thế này <laughs> Tuần đó có thể hướng về vùng 3.5 Sau đó nó sẽ quay trở lại test cung lại Test đẹp sẽ ở khoảng quanh vùng 3 Và bắt đầu... Uh, bắt đầu tính toán một cái lực phục hồi đi lên của cổ phiếu APG. À, nhìn chung ấy thì nó nhìn thế này thôi, mà từ 2.5 mà nó đánh lên được vùng 3.5 tức là tăng 1.000 và một mà chúng ta chia cho giá vốn 2.5 các anh chị là cũng tầm 40% đấy, tức là nó kéo một nhịp rất là nhanh. Đó Chúng ta lưu ý như vậy. Vậy thì khi chúng ta bị kẻ hàng, chúng ta cũng có thể tranh thủ để chúng ta bắt đáy ở những vùng này. ORS nào ORS. <laughs> ORS thì nhìn chung trong tuần vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh cái xu hướng đó là vùng 8, điểm sâu hơn vùng có nói ở đây đó là vùng 7, nhìn chung thì tuần tới à, khả năng thì nó vẫn tiếp tục à, sideways ở quanh vùng 8 để nó hình thành được một cái à, nền tảng tích lũy và sau cái nền tảng tích lũy đó mà nó đánh vượt thoát break ở vùng 9 cộng. Đấy. Rồi, tức là anh chị có thể thu gom ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và khi mà nó đánh break vùng 9 cộng thì đấy là cái thời điểm gì ạ và thời điểm mà chúng ta có thể vào mạnh mẽ lên nó làm full full mạnh mẽ lên đúng không anh chị và hiện tại thì cái lực bắt của dòng tiền cũng đang khá là tốt rồi ờ, <laughs> em uh, TCI như vậy TCI trong tuần ấy, nó cũng khá là tích cực khi nó chỉ cày bừa ở quanh vùng 5 đến vùng 5.5 thôi <laughs> chứ nó không về đến vùng 3.3 và phiên lực bắt cũng khá là tốt, 1,5 triệu cổ phiếu Có hướng lên, lực hướng lên này đưa cổ phiếu tiệm cận lại vùng kháng cự 7 Và sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở điểm sau này Sau khi mà chạm 7 ấy, thì nó sẽ chỉnh cung và chúng ta sẽ tính toán thêm Ok các anh chị, tạm thời danh mục cổ phiếu của tuần này thì Hùng Lê sẽ dừng lại tại đây và những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích, chưa được đề cập ở trên bản tin tuần, các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi của các anh chị em của chúng ta. Phần thứ hai, chúng ta sẽ view lại một số các ý mà chúng ta đã phân tích ở trên bản tin tuần video số 152. Ok anh chị. Thì như đầu bản tin thì Hùng đã có đề cập rồi, bản tin tuần video số 152 của chúng ta chứng kiến rất nhiều cung bậc cảm xúc Uh, từ hững hờ thất vọng, tuyệt vọng có thể nói là tuyệt vọng các anh chị uh, cho đến uh, những cái cảm giác uh, hùng cũng chia sẻ thôi. Chắc chắn là trong phiên giao dịch ngày thứ tư thì rất nhiều những anh chị em bị công ty chứng khoán bán bán sàn. Giải chấp zin chắc chắn là như vậy không thể thoát được bởi vì sau phiên ngày thứ hai nó đạp tả tơi như vậy thì uh, phiên ngày thứ hai uh, nó đạp phiên ngày thứ ba nó đạp thì đến cái phiên ngày thứ tư thì chắc chắn là các anh chị bị giải chấp mặc zin rồi đó rất là đau và nó bán hết của mình đi và sau đó thì cổ phiếu nó tăng kịch trần như vậy thì đấy là một cái thiếu sót đáng tiếc nếu như các anh chị em nghe bản tin của hùng và các anh chị đứng bị ở trong những cái số đó thì chúng ta phải hết sức là lưu tâm chúng ta ở trên thị trường chứng khoán chúng ta cần phải tính toán một phương án đi dài đi xa đi chắc đi bền các anh chị phải phân bổ lực phân bổ dòng tiền phân bổ nguồn tiền của mình đừng có nóng vội đừng có vội vàng dùng khi nào cũng phun mặc zin, khi nào phun mặc zin, lúc nào mình cũng căng cứng lúc nào mình cũng gồng mình ra và khi mà mình cứ gồng mình liên tục như vậy á thì cái tâm lý của mình nó sẽ không ổn định tâm lý không ổn định á thì sẽ dẫn đến cái hành vi của mình nó bất bình thường ờ nói đúng thật là giống như kiểu mình bị rồ lên á mình bị thật kinh lên á khi mà cái tự hành vi của mình nó không bình thường á thì cái quyết định nó sẽ không sáng suốt cái quyết định nó không sáng suốt thì dẫn đến là cái việc đầu tư cái việc mà chinh chiến ở trên thị trường chứng khoán nó sẽ thất bại anh chị video tuần 152 thì cũng có đề cập đến một số các cái mốc kỹ thuật khá quan trọng ví dụ bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn30 chỉ số index chỉ số phái sinh chúng ta có vùng 1 ở 930 và vùng 2 ở 95 điểm tạm thời Hùng sẽ cắt mạch ở đây để chúng ta nhìn thì ở đây các anh chị nhìn thấy chỉ số vn30 như vậy là vùng 9 930 trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó thủng và sau đó nó long lại vùng 930 và nó đi dập chiều quanh vùng 930 đó và điểm điểm kỹ thuật thứ hai đó là vùng 95 điểm thì các anh chị nhìn thấy đây trong phiên giao dịch của ngày thứ 3 ngày thứ ba thì vn30 ngập lặn ở quanh vùng 95 điểm và kết thúc phiên thì nó kéo lại được ở trên vùng 98 điểm. Chúng ta tạm thời dừng lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Thì như Hùng có giao đổi là thị trường nó luôn luôn biến động, nó luôn luôn có cái sự thay đổi ở trên tên thị trường. Chính vậy nên là những cái cái góc nhìn những cái view của Hùng trên bản tiến tuần đó thì chúng ta cần có thêm những cái phân tích trực tuyến ở trên nhóm không chat NO02 để chúng ta bổ sung thêm, chúng ta bổ sung thêm những cái quyết những cái cái quyết sách khi mà thị trường nó gặp những cái uh, điểm nhấn về mặt kỹ thuật đối với chỉ số phái sinh ở đây các anh chị có thể nhìn thấy vùng 930 phiên ngày thứ hai thì nó test luôn vùng 930 sau đó nó đến cái vùng 917 à 915 và cái điểm kết trong phiên giao dịch của ngày thứ ba là phái sinh đã gì ạ, bắt đầu đi về vùng 95 điểm và nó có những cái dấu hiệu bị mất ở vùng 95 điểm như vậy là nó đã bắt đầu có cái sự suy yếu có sự đuối sức uh, của thị trường trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba uh, đối với chỉ số index thì các anh chị nhìn thấy đây trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì ngay lập tức là cái vùng 930 điểm 30 đây nó bị phá nó phá xong thì nó lại lo lại trên 930 và nó dập dìu trên 930 cho đến hết phiên ngày thứ hai đến phiên ngày thứ ba thì nó rơi gáp và nó mất vùng 930 khi vùng 930 nó bị mất thì đương nhiên index sẽ đi về vùng 900 điểm về đến vùng 95 điểm thì các anh chị nhìn thấy đấy nó dập dìu trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Nó cố giữ và chúng ta tạm thời dừng lại ở vùng 95 điểm. Như vậy thì uh, trong cái bản tin phân tích tuần chúng ta có đề cập đến hai mốc mốc 930 và mốc 95 điểm của chỉ số VN30, chỉ số VN Index và chỉ số VN30F1M. Uh, sau đó thì uh, đến buổi uh, sau khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba. Ngày thứ ba À ờ, thì Hùng Lê có một cái phân tích tương đối là quan trọng. Tương đối quan trọng về mặt kịch bản của thị trường. Ờ, về mặt kịch bản của thị trường đó là đó là các anh chị ở đây xem lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 21 giờ 19 phút ngày 15 tháng 11 thì Hùng Lê tiếp tục có một cái phân tích khá là quan trọng đối với chỉ số VN30 thì tại đây là chúng ta có nói đến là có những thời điểm vn30 đã bị thủng ở 95 điểm ở trong phiên giao dịch ngày thứ ba và cái, cái 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 biên kỹ thuật 980 đến 95 điểm sẽ là vùng đệm cuối cùng của nhịp chỉnh này và khả năng tạo lập sẽ có một cái nhịp và nhịp phục hồi tức là cái vùng 900 điểm là cái vùng mà nó có một cái gì đó nó rất lưu luyến đối với thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại. Và đối với bộ ba tham số chung của thị trường à thì cũng có nói đến vùng 875 điểm. 875 điểm và index ở vùng 875 điểm. Tức là khi mà cái vùng 900 điểm nó bị mất thì thị trường nó sẽ đi về cái mốc tiếp theo đó là vùng 875 điểm khi cái vùng 875 điểm nó bị mất thì nó sẽ đi về đến cái vùng nào đó là vùng 850 và cái điểm nhấn kỹ thuật uh, tiếp theo của thị trường đó là vùng 875 điểm các anh chị lưu ý là như vậy đó trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba hết cái phiên giao dịch ngày thứ ba thì cũng đã có cái sự phân tích uh, <laughs> cho các anh chị và đến uh, phiên giao dịch ngày thứ tư bắt đầu vào phiên giao dịch ngày thứ tư lúc đó khoảng 8 giờ 4, à 9 giờ 42 phút tức là thị trường giao dịch được khoảng tầm 42 phút thì Hùng đã có nhìn thấy một cái tín hiệu kỹ thuật đó là hiện tại thì index đã quay về vùng 875 và tại thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng là VN30 đây các anh chị 875 của index này à, chỉ số VN30F1M thì nó bị mất ở vùng 875 nhưng chỉ số VN30 hình như VN30 ấy, là nó xít soát ở vùng 875 Tức là khi đó khoảng tầm 9 giờ ở à đây 9 giờ 42 phút. Đây 10 giờ 25 rồi, đây khoảng khoảng tầm tầm này. Thì Hùng đã nhận nhận diện thấy một cái điểm nhấn kỹ thuật của index ở vùng 875 điểm rất là hay. Kết hợp với cái việc là VN30 chúng ta có nói đến cái vùng 900 điểm thì ông đã có một cái suy nghĩ đó là gì? Tức là tạo lập sẽ ăn hết sàn ở trong phiên nay và sau đó kéo vượt lại vùng 900 điểm gọi là phiên tắt ao bắt cá và kịch bản bật lại quanh vùng 900 điểm là cái kịch bản quan sát của cơ sở và chúng ta sẽ chờ xem Và chưa làm được gì nhưng nếu kịch bản này mà xảy ra tức là nó rút chân lên trên vùng 900 điểm thì nó sẽ là một kịch bản rất là quan trọng trong lúc này Bởi vì khi đó thì index nó rút lên trên 95 điểm, VN30 nó rút lên trên 95 điểm thì nó phù hợp với cái suy đoán, cái phỏng đoán của ông Lê Là tạo lập sẽ có một nhịp long nhịp một nhịp hồi phục kỹ thuật tại vùng 98 điểm của chỉ số VN30. Đó các anh chị và như vậy là phiên chiều đến phiên chiều thì uh, các anh chị nhìn thấy đây. Tại vùng 975 điểm uh, index của chúng ta bắt đầu có một cái sự phục hồi và đến phiên chiều thì nó phục hồi mạnh mẽ. Và đến thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng rất tốt mặc dù điểm số trong phiên giao dịch của ngày hôm nay không tăng nhưng các nhóm ngành của phiên ngày hôm nay thì lại tăng rất là tốt, ok như vậy tuần giao dịch mới thì các anh chị lưu tâm cho ủng lê một số các cái tín hiệu kỹ thuật như sau thứ nhất đó là thị trường của chúng ta đang rất tốt rồi nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật bộ ba chỉ số vn30 chỉ số vn index và chỉ số vn30f1m là cực kỳ đẹp Nội tại của thị trường thì chúng ta thấy rằng nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành thép nó đã có cái sự lột xác thần kỳ. một sự lột xác rất là tốt ở trong tuần vừa qua, nó sẽ là những cái tiền đề rất quan trọng để cho thị trường có thể hình thành một cái nhịp tăng tốt ở trong những tuần tiếp theo. Như vậy thì đối với chỉ số VN-Index chúng ta tuần tới chúng ta sẽ hướng đến vùng kháng cự 950, 990 và vùng 1000 điểm. Song song với việc đó thì chỉ số Index sẽ test lại ở vùng 950 sâu hơn tại vùng 9, 940 và cái điểm hội tụ kỹ thuật của chỉ số index tuần khả năng sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 920 đến khoảng vùng 930 điểm đối với chỉ số này và khi mà index của chúng ta test cung về vùng này không thủng lực cầu lực cung tiếp tục được lực cầu tiếp tục được đẩy vào và đẩy chỉ số lên thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị canh gom thêm ở những cái mã cổ phiếu ở chất lượng mà ông đã có đề cập trong bản tin tuần. Ok. À, rồi đối với chỉ số VN30 thì các anh chị à, chúng ta tuần tới chúng ta cũng hướng đến vùng 980 sau đó là vùng 990 đến vùng 1000 điểm đó là cái vùng kháng cự ngắn hạn trước mắt ít <laughs> ít nhất là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba và đồng thời chúng ta cũng sẽ có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật về mặt kỹ thuật của chỉ số VN30 đó là quanh vùng à, vùng 940 và như ông có đề cập đó là vùng hội tụ kỹ thuật thì của vn30 vẫn đánh giá ở quanh vùng 920, 925 đến khoảng vùng 930 và đây sẽ là những cái vùng mà vn30 cũng sẽ nên ở lấp gáp về những cái điểm kỹ thuật này để chúng ta đánh giá về mặt xu hướng đối với chỉ số vn30f1m thì các anh chị nhìn thấy đây là trong tuần này thì vn30f1m đã tiệm cận về cái vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 970 đến 980 và nhìn nhìn thấy đây phiên giao dịch ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay thì gần như nó đã không thể uh, break vượt thoát được cái vùng kháng cự cho thấy là vùng kháng cự mạnh như vậy sang tuần thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục uh, đón chờ những cái uh, sự uh, công những cái vùng kháng cự mạnh của thị trường đó là vùng 990 đến vùng 1 điểm đó như vậy là bộ ba tham số chung của thị trường trong uh, phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới chúng ta sẽ hội tụ ở uh, quanh cái vùng 990 đến vùng 1 điểm đối với với mặt kháng cự về mặt hỗ trợ kỹ thuật À, thì chỉ số VN30F1M cũng sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật kiểm tra lại ở quanh vùng 935. Đây chỉ 30 ta. 935 đến khoảng vùng 940 và sau đó có hội tụ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 915 đến khoảng vùng 920 điểm đó là những cái vùng mà à, dự báo về khả năng kỹ thuật à, chỉ số chung của thị trường có thể chỉnh cung. Rồi và như vậy với một cái tín hiệu về thị trường trong thời điểm hiện tại tương đối là lạc quan thì các anh chị em <laughs> ở trong tuần tới chúng ta sẽ chuẩn bị thêm tiền mặt và chúng ta sẽ canh những cái nhịp sọc và những cái nhịp sọc xuống những cái nhịp chỉnh cung đó theo quan điểm kỹ thuật cùng trong ngắn hạn nó sẽ là rất nhanh nó sẽ biến động rất nhanh tức nó không rề rà như những cái nhịp trước đây bởi vì sao bởi vì tay to nó đã đẩy tiền vào rồi á thì những cái nhịp chỉnh cung đó nó sẽ rất là nhanh À, chính vậy nên là các anh chị cũng phải nhanh tay lẹ mắt chúng ta thi đấu thật là nhanh ở trong những cái phiên chỉnh cung và kính chúc anh chị em có một tuần giao dịch mới thành công và gặp nhiều may mắn à, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại à, tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo